Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sa Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 551 đường Bến Phú Lâm anh chị, khu vực phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía trước mặt anh chị đó là cầu vượt cây gõ anh chị. Trước mặt anh chị là cầu vượt cây gõ, đây là đường Bến Phú Lâm, gần góc ngã ba giữa đường Bến Phú Lâm và đường Hoàng Lê Kha anh chị. Nếu anh chị mình đi cầu vượt Hồng Bàng á, mình thấy đường Hoàng Lê Kha mình rẽ qua đây thì nó nằm ngay chỗ góc Hoàng Lê Kha với Bến Phú Lâm. Và cầu vượt này là cầu vượt số 4 nè, cầu đi bộ số 4 nè anh chị, ở ngay chân cầu đi bộ số 4 luôn nha. Đó, cầu đi bộ số 4 anh chị. Rồi đằng kia có cái công viên, đằng kia có cái công viên, mọi người đang tập thể dục đằng kia nha. Hẻm này là hẻm 551 nha anh chị, đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở đây có giá dưới 1 tỷ 9, một căn nhà một trệt và 4 lầu luôn. Đó, pháp lý là sổ hồng, có hoàn công nha, hoàn công đúng hiện trạng, mua bán ký công chứng sang tên nha. Nhân sẽ đi vào đó cho anh chị mình xem cái hẻm có rộng rãi hay không nha. Hẻm mình là hẻm xe ba gác đi vào nha. Đó, hẻm mình là hẻm xe ba gác đi vào luôn nha anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng đông ha anh chị, hướng chính là hướng đông ha. Đó, một trệt và 4 lầu, một trệt và 4 lầu luôn. Hẻm trước nhà thì khoảng 2,5 m. Đó, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới nha. Đó, hẻm nè, cái hẻm rộng rãi nha. Đó, đây ra ngoài ngay chỗ hướng này đi thẳng ngoài kia là cầu số 4 nha, cầu số 4. Đó, ngay cầu số 4 luôn là hẻm 551 ha. Đó, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây ha, đi đây ha. Đó, hẻm rộng rãi, ngồi ở nhà mà trong đây nè chị, ngay chỗ gần cây mai nè. Nhưng vừa quay cho anh chị mình cái đường đi từ hẻm 551 đi vào tới căn nhà luôn ha. Đó, đây căn nhà đây ha, căn này ha anh chị, căn này ha. À, tầng 1 nè, tầng 2 nè, tầng 3 có cái mái ngói che ra nè, tầng 4 nè, ở trên là tầng 5 ha, 5 tấm luôn nha. Đó, sổ hồng riêng nha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên. Thì bắt đầu từ tầng 2 á thì mình lấn ban công ra được 9 tấc nha. Tầng 2 là ban công mình lớn được 9 tấc rồi. Đó, gần rất ngã ba với Hoàng Lê Kha, chỉ là Bến Phú Lâm nha anh chị. Ở hẻm trước nhà nè, ở hẻm trước nhà ha. Rồi, chiều ngang của căn nhà mình nè, từ vị trí này nè qua đây là 2,7 m nha. Và từ cái mí gạch này đi vào tới bức tường phía cuối là được gần 4 m nha anh chị, gần 4 m ha. Đó, cửa thì bảo vệ hai lớp cửa, một lớp cửa kéo bên ngoài ha, cửa kép ha, cửa kéo nè, nó rất nhẹ nhàng nha, đẩy sát vào. Và cửa này thì cửa sắt kết hợp với kính, mà mình làm cái cửa lùa ha anh chị, làm cửa lùa. Đó, hẻm rộng rãi, khu dân cư hiện hữu nha, không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới nha. Thì giá hiện tại chủ đang kêu con này là 1 tỷ 890 nha anh chị, 1 tỷ 890 ha, 1 tỷ 890. Vẫn còn thương lượng lập lá thêm với chính chủ nha anh chị. Bên trong thì chủ ốp tường cao ráo ha. Nhà này là nhà đúc kiên cố nha, nhà là sàn bê tông cốt thép hết luôn nha. Đó, chủ nhà đúc anh chị mình thấy cái đường đà nè, nó đường đà rõ ràng ha. Các tầng mình đều đúc hết nha anh chị, pháp lý sổ hồng rõ ràng, hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, nhà điện chính nước chính hết. Nó sâu tới bức tường này là gần 4 m nha. Ở bên trong thì ốp sạch sẽ hết rồi. Cầu thang đi lên thì cầu thang này là cầu thang đúc nè. Đó, cầu thang đúc luôn nha. Đó, nhà thì không đối diện nhà với nhau, mình để xe phía trước được. Đây, giá là 1 tỷ 890 ha anh chị, 1 tỷ 890. Nhà mình hướng là hướng đông nha. Đó, thì căn nhà này tầng 1 là sử dụng làm bếp nha. Đó, xây dựng ở trên này lót gạch sạch sẽ, là đây không gian bếp, có nhà vệ sinh luôn. Mỗi tầng gì đó bắt đầu có nhà vệ sinh rồi nha.
Chị mình xem ha, gạch lót sạch sẽ. Hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị, hướng nhà là của mình là hướng đông ha. Cửa này thì sử dụng cửa lùa hết nha anh chị, cửa sử dụng cửa lùa hết. Cầu thang, ha, ban công nè, mình tận dụng ở trên đây mình lấn ra được một gần 9 tấc ha, là tới đây nè, từ đây nè, từ miếng này lấn ra ngoài nè anh chị. Hẻm trước nhà của mình nè, ở cống thì nằm lệch bên kia, nằm lệch mấy bản ha. Nó hẻm là vừa bế nâng, hẻm sạch sẽ ha. Khu dân cư hiện hữu, nhà cao tầng không, không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới nha. Đó, có nhà vệ sinh dưới trệt luôn nha. Đó, nhà vệ sinh dưới trệt nha. Đó, nhà xin lỗi chị, nhà sinh ở tầng 1 nha. Nhà sinh này ở tầng 1 ha. Đó, ở trong cũng lót gạch sạch sẽ hết rồi. Có sàn nước. Đó, đây. Một trệt và 4 lầu. Sàn là bê tông cốt thép hết luôn. Này đường đà nè. Đó, nhìn đường đà là mình biết nhà này đúc rồi ha anh chị. Đó, nhỏ nhỏ nhưng mà nó đủ công năng hết nha. Được ở trên là hai phòng ngủ nữa, ba phòng ngủ nữa, nhưng mà mình chỉ sử dụng hai phòng ngủ thôi, còn phòng kia để làm giặt giũ với đồ ha. À, mình muốn làm được phòng ngủ và vệ sinh trên đó vẫn được ha. Rồi nhưng đi lên trên anh chị mình xem nè, cầu thang bắt đầu từ tầng 2 này thì cầu thang sắt nha, mình về mình có thể đẩy thêm tấm đá qua cương lên, lót lên và bắt lên ha. Đó, cầu thang đi lên nè. Rồi đây là bắt đầu phòng ngủ và vệ sinh phía trong hết nha anh chị. Đó, đây là phòng ngủ nè, cửa là cửa lùa nha, cửa là cửa lùa nha anh chị. Đó, máy lạnh. Ở đây có cái cửa sổ luôn nha, đây có cửa sổ luôn nè anh chị, mình nhìn thấy đường đà ha. Nhà thì cái trần nhà cũng cao ráo nha anh chị, trần nhà cũng cao để dày nè. Đó, nhìn thấy đường đà nè, đó cao ráo nha. Bên trong này, bên trong này chủ lót gạch sạch sẽ hết rồi, lên tới gần 1m6 hết rồi ha. Và ở đây thì lót sàn gỗ nha anh chị, đây lót sàn gỗ ha. Đó, nằm ở địa chỉ là 551/32/6 đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nằm gần cầu số 4. Đó, trên đường Bến Phú Lâm mình ha. Đây, nhà vệ sinh đây, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha. Mỗi phòng thì có nhà vệ sinh hết bên trong nha anh chị. Đó, mỗi phòng có nhà vệ sinh đầy đủ hết ha. Một trệt và 4 lầu nha. Rồi mình mới lên tới không gian của tầng 2 thôi đó. Tầng trệt, tầng 1, tầng 2 đó. Bây giờ nhân đi lên trên cho anh chị mình xem nè. Tiếp tục là cầu thang sắt mình đi lên ha. Trên còn một phòng nữa nha. Đó, trên một phòng nữa nha. Đó. Anh chị thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với Nhân ha. Qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy like video để ủng hộ kênh nha anh chị. Và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, nhà mình cao hơn căn bên đây luôn. Đây là máy to nè. Ở đây có khung sắt của mình nè. Nó cái dĩ sắt của nhà mình. Mình bắt lên đây, bắt lên này ha. Đó. Thì đó, giải đó là cái mặt tiền. Giải mặt tiền ha, mặt tiền đi ra ngoài kia. Đây có cái cửa sổ. Đó, phòng này có cửa sổ. Nãy giờ Nhân thấy là căn nhà này là có cái đường đà rõ ràng ha. Đó, và gạch là gót gạch sạch sẽ bên hông hết luôn. Cao tới 1m6 luôn nha. Đây nhà vệ sinh nè anh chị. Đó, phòng này nhà vệ sinh phía trong luôn nha. Trên có tấm kính để mình để đồ. Đó, nhỏ nhỏ đầy đủ công năng nha. Giá chỉ 1.890.000.000 ha. 1.890.000.000 nha anh chị. Một trệt và 4 lầu. Đó, cái này có khung sắt bảo vệ ha. Rồi. Này là không gian của tầng 3. Tầng 1, tầng trệt, tầng 1 ha. 2. 2 là bếp, 3 là phòng ngủ. 4 là phòng ngủ ha. Đây là phòng 4 rồi ha. Đây là tầng 4 rồi nè. Đó, được hai phòng ngủ rồi ha anh chị, và ba nhà vệ sinh rồi nha.
Đây có cái cửa sắt. Rồi mình tiếp tục đi lên trên cho anh chị mình xem cái tầng ở trên nha. Mình có thể cải tạo tầng trên này thành một cái phòng ngủ nữa nếu anh chị mình sử dụng nhiều, hoặc là mình để dành chỗ này làm cái sàn giặt giũ phơi đồ. Đó, đây đầy đủ hết ha. Ở trên đây cũng đóng là phòng nha, ở trên đây cũng đóng là phòng nha. Đó, mái tôn đóng là phòng nha anh chị. Đó, bồn nước của mình nằm đây nè anh chị. Đó, bồn nước nè. Đây cũng có khung sắt bảo vệ nha. Đây khung sắt bảo vệ luôn nha. Đó, hẹn trước nhà của mình nè. Đó, cửa này cũng có cái chốt gài anh chị, cửa này cũng có cái chốt gài ha, gài cái chốt lại. Chốt lại ha, không có chốt lại. Rồi anh chị vừa xem xong cái video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, Nhân vừa review cho anh chị một căn nhà ở địa chỉ là 551 ha, 551/32/6 đường Bến Phú Lâm, phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà trước nhà là hẻm khoảng 2,5 m, nằm ngay chân cầu số 4 đường bờ Bến Phú Lâm mình đi vào nha. Kết cấu của căn nhà mình á, là một trệt và 4 lầu nha anh chị. Có 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ha. Hiện tại có 3 nhà vệ sinh, mình có thể làm 3 phòng ngủ luôn á và làm 4 nhà vệ sinh luôn nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị, không lo quy hoạch lộ giới hẹp giới ha. Sàn phòng ngủ này cũng lót sàn gỗ luôn nè. Đó, gạch lót gạch sạch sẽ hết, bên trong nhà lót gạch sạch sẽ hết ha. Nhà là nhà đúc kiên cố nha, sàn bê tông cốt thép ngay chân cầu số 4 đường Bến Phú Lâm nha anh chị, ở khu vực phường 9 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, gần góc đường Hoàng Lê Kha với đường Bến Phú Lâm mình ha. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép hết, mỗi phòng như vậy là có nhà vệ sinh phía trong hết nha. Đó, không lo quy hoạch lộ giới hẹn giới nha anh chị. Đó, đây là cái phòng ngủ của tầng 2 nè. Phòng nào cũng các phòng ngủ thì lót sàn gỗ hết ha, các phòng ngủ là lót sàn gỗ hết. Nhà vệ sinh nằm góc bên này, đó, nhà vệ sinh nằm góc bên này, đầy đủ hết ha. Đó, một trệt và 4 lầu hết chị, một trệt và 4 lầu. Đó, bắt đầu từ tầng 2 thì mình làm mình chia ra, giá là 1 tỷ 890 triệu nha, 1 tỷ 890 triệu. Và căn nhà này thì vẫn còn bất lập thêm cho anh chị mình, nếu anh chị mình đến xem nếu thấy căn nhà này phù hợp thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ. Trước đây cho thuê là 5 triệu tháng anh chị, 5 triệu tháng ha. Rồi hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này sớm nếu anh chị thấy căn nhà này phù hợp với mình. 1 tỷ 890 triệu ha, 1 tỷ 890 triệu ha chị, giá bất lọc cho anh chị mình mua nhanh nha. Đó, ngang là 3 m, sâu giờ gần 4 m ha chị, một trệt và 4 lầu ha. Đó, đồ đang cho thuê đang lấy ra nha. Rồi hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này sớm, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha, và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn, tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Đó, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Đây là địa chỉ, đây là mặt trước của căn nhà mình ha. Đó, đó, ở trên đây có mấy ngói che ra nè, một trệt và 4 lầu nha, một trệt và 4 lầu ha. Trước nhà mình có cái đèn nữa nè,
trước nhà mình có cái đèn đường nên lúc nào nhà mình cũng sáng sủa ha. Rồi hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của Nhân ha. Đó. Và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua một bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 1.900.000.000 nha. Cụ thể là 1.890.000.000 thôi nha anh chị. Đó. Sàn là sàn đúc hết luôn ha. Sàn bê tông cốt thép luôn nha anh chị.